trái được. À dạ. Trái chán, trái đường nữa. Đây thưa các bạn, đây là tô hủ tiếu ở khách sạn 4 sao Đông Hà Four Tulane ở Cần Thơ nha các bạn. Một tô nhỏ nhỏ xinh xinh. Mức giá một tô này là bao nhiêu nhỉ? Để ăn ngoài á, mình biết được. Này thấy hai bữa mình ở đây thì thấy đồ ăn là miễn phí nha các bạn, ăn sáng miễn phí. Rồi mời cả nhà cùng thưởng thức. Đây là bữa sáng buffet ở khách sạn 4 sao ở khách sạn của Cần Thơ. Dạ. Không quay con. Đây mình thấy là có các loại bánh, bánh ngọt. Đây là trái cây. Do giờ này cũng gần 9 giờ rồi. Ôi anh Minh không đi bên Trang hả? Hả? Ủa vậy hả? Đi vậy? Đây là trái cây. Tối nhậu quá thì giờ đi không nổi hả? Không. Về tới chiều làm. 3 giờ làm rồi cho nên là không ngủ đi. Mấy anh kia đi chơi về giờ chưa? Giờ em đi xe máy thì chắc cũng xe máy thì em đi về. Về gần rồi đúng không? Ừ. Đây là bánh mì nướng rồi bánh ướt. Thank you.
La 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 la.